Dạ vâng, xin được kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Phát Bất Động Sản. Hiện tại thì em đang có mặt trên cái trục đường Trà Là 7 nằm tại phân khu Trà Là của dự án VinOcean Park 2. Trà Là là một trong 8 tiểu khu tại dự án VinOcean Park 2, sở hữu là 1.800 căn hộ trên tổng số là 12.000 căn anh chị nhé. Thì ở đây thì em đang đứng trên cái trục đường Trà Là 07, với bên phải là các cái dãy liền kề với diện tích là 63m, thiết kế theo cái phong cách Đông Dương. Với cái mặt tiền là 4,5m, chiều sâu là 14m anh chị nhá. Đó, xây dựng là 5 tầng. Nhìn rất là đẹp và hiện đại anh chị ạ. Còn bên trái đây thì nó là các cái dãy liền kề chà là 48m, mặt tiền là 4m, là một cái diện tích nhỏ nhất các căn hộ liền kề tại dự án VinOcean Park 2. Cái video sau thì em sẽ quay cho anh chị về chi tiết căn liền kề 48m anh chị nhá. Đây thì hôm nay thì em muốn giới thiệu đến anh chị là một căn liền kề 63m cho cô chị chủ nhà của em đang muốn hoàn thiện để thi công chuyển về ở anh chị nhá. Thì căn này thì diện tích 63m, mặt tiền là 4,5m, sâu là 14. Đó. Thì hôm nay thì bắt đầu chuyển vào trong nhà rồi, chuẩn bị thi công cho chắn mặt ngoài. Khi mà bước vào nhà thì chúng ta có một cái khoảng không gian phòng khách với phòng bếp. Diện tích tầng 1 này lòng nhà là 52,2m anh chị nhá. Vâng. Đối với cái khoảng sau này chúng ta có thể làm bếp, nhà vệ sinh ở đằng sau nó rất là thoải mái. Đối với những cái căn ở VinOcean Park 2 thì đều có những cái khoảng không gian phía sau. Đối với cái khoảng này thì khoảng cách giữa hai block liền kề là 4m anh chị ạ. Thì căn này chúng ta là khoảng tầm trừ tường ra khoảng tầm 1,7 đến 1,8. Thì chúng ta có thể thiết kế tiểu cảnh sân vườn hay là mình làm cái sân ở đây cũng rất là thoải mái. Vâng, thì chúng ta sẽ cùng tiếp theo đi lên cái tầng 2. Với khoảng không gian căn 63m thì xây dựng 52m anh chị ạ. Đối với căn liền kề này thì ban đầu cô chủ nhà có mua căn này ở thời điểm tháng 6 năm ngoái, thì 2022 ấy, thì là 7,2 anh chị nhá. Chênh là của chủ đầu tư là 200 triệu. Vâng, thì bước lên đến tầng 2 thì chúng ta có cái diện tích lòng nhà rộng hơn, lên đến là 62,4m, với khoảng không gian trước mặt là có ban công phía trước này. Đó, ban công trước này thì chúng ta có một cái cửa, về cái cửa nhìn cái view panorama nhìn rất là rộng luôn. Đó, đây là trước mặt của tầng 2 anh chị ạ. Nhìn cái khoảng không gian này chúng ta có thể thiết kế một cái bàn ngồi uống nước ở đây cũng rất là đẹp. Đối với khoảng không gian này chúng ta có thể thiết kế khu vực này làm phòng khách này, làm phòng khách, hoặc là chúng ta có thể thiết kế khu vực này làm một cái phòng ngủ family master ở phía trước này cũng rất là hợp lý. Đối với mặt sau này thì chúng ta có thể thiết kế một cái phòng thay đồ hoặc là một cái phòng ngủ của cho baby, mặt sau này cũng rất là thoải mái. Vâng, đây là khoảng không gian phía sau. Nhìn chúng ta có thể thấy lên trên tầng 2 chúng ta có thể thấy là cả một cái dãy liền kề Trà Là 7 với Trà Là 8. Nhìn hai cái dãy cách nhau khoảng 4m thì nhìn vào các cái block liền kề rất là gần. Những cái hàng xóm sau này khi chúng ta về đây ở rất là thân thiện. Đối với mình, hình dung mình như là một cái khu phố ở đây này, rất là rộng, chúng ta có thể trồng cùng một cái loài hoa. Cả một dãy này nhìn cũng rất là đẹp anh chị ạ. Vâng, đó. Chúng ta cùng tiếp theo đi lên đến tầng 3. Tầng 3 của căn này thì có tổng cái diện tích của tất cả sàn nhà là 257m. Với cái tầng 3 căn này là 52m chị ạ. Vâng, thiết kế ở tầng 3 thì cũng tương tự như tầng 2. Có một cái là ở dưới tầng 3 thì nó sẽ không có ban công sau, và cái khoảng diện tích của cái phòng trước, cái cửa này nó sẽ nó là hai cửa và cái nhỏ hơn cái phần tầng 2 chị ạ. Vâng, đối với cái khoảng không gian trước này. Đó. View rất là đẹp, trên cái một cái độ cao nhìn cái view cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Đó, nhìn rất đẹp. Hai cửa mặt sau chị nhé. Đối với cái dãy Trà Là 7 thì như em thấy là có rất nhiều các căn hộ chủ nhà đăng ký hoàn thiện rồi. Thì đến bắt đầu từ hôm nay là khoảng tầm hơn 6 căn là bắt đầu là che chắn mặt ngoài rồi, chuẩn bị đi vào thi công hoàn thiện.
các cái chủ nhà hiện tại ở Đình Công Hoàn Thiện thì chủ yếu là hoàn thiện để hưởng cái chương trình tổ ấm an vui của chủ đầu tư, vừa để ở mà vừa cho thuê lại, cũng chủ đầu tư hỗ trợ là với căn dưới 60 mét thì nó là 16 triệu một tháng, đối với căn 60 đến 90 mét thì là hỗ trợ là 20 triệu một tháng, và căn trên 90 mét thì hỗ trợ là 24 triệu một tháng trong vòng 2 năm anh chị nhá. Đó, đây là diện tích tầng 5. Dạ vâng, đây là khoảng không gian diện tích tầng 5. Tầng 5 này thì có tổng cái diện tích là 35 mét. Không gian này thì anh chị thường là thiết kế một cái phòng thờ ở tầng 5. Đối với một cái ngôi nhà của một gia đình Việt thì thường là sẽ có 5 cái 4 cái tứ trụ. Thứ nhất là phòng bếp. Phòng bếp để giữ lửa cho gia đình. Thứ hai là phòng khách. Phòng khách thì mà nơi mà thể hiện cái uy quyền của gia chủ. Thứ ba là phòng ngủ. Phòng ngủ là một cái nơi tái tạo năng lượng, giúp cho anh chị tái tạo lại năng lượng sau những cái ngày làm việc rất là quan trọng. Cuối cùng là phòng thờ. Phòng thờ là một cái nơi tôn nghiêm, mà một cái nơi mà những người dân Việt Nam hay là những nước ở Đông Nam Á thì rất là chú trọng anh chị ạ. Thì phòng thờ này với diện tích là 35 mét anh chị nhá. Với cái hệ thống hai cửa ở đây nhìn rất là thoáng luôn. Đó, đây là mặt trước. Mặt trước này thì được chủ đầu tư thiết kế là để một cái mái chịu, để anh chị có thể thiết kế là khu vực này có thể làm một cái tét nước ở đây, hay là anh chị có thể đẩy xuống làm bể nước ở dưới. Thì khu vực này anh chị có thể thiết kế là một cái phòng tập hay là một cái khu vực cái phòng nghỉ ở đây cũng rất là hợp lý. Ở trên này thì anh chị có thể bắn máy kính và làm một khu vực đa năng ở trên tầng 5 cũng rất hợp lý luôn. Và đấy thì hôm nay thì là một ngày chủ nhật rất là trời rất là mát mẻ. Đó thì em muốn quay cho tất cả anh chị một căn liền kề 63m nằm tại phân khu Trà Là của dự án VinOcean Park 2. Cái này thì được chủ đầu tư mở bán đầu tháng 6 với giá là khoảng 7.2 anh chị nhá. Thì nếu như cô chú anh chị mà quan tâm hay là muốn tìm hiểu về các căn biệt thự liền kề shop house tại dự án VinOcean Park thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại góc trái màn hình, hoặc là muốn tìm kiếm những cái căn biệt thự liền kề chuyển nhượng giá cực tốt. Đó, những dãy này thì những cái chủ nhà đang bắt đầu đi xem nhà để hoàn thiện đây anh chị ạ. Vâng, đó. Nếu như cô chú anh chị mà quan tâm đến hoàn thiện, tư vấn thiết kế hay là muốn tìm hiểu các căn biệt thự muốn chuyển nhượng tại VinOcean Park 2 thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại góc trái màn hình là 0989556162. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào ạ.